kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến sâu sắc, chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Lực lượng cảnh sát biển xử lý hàng loạt các vi phạm trên biển, đặc biệt tình hình tội phạm ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và có xu hướng gia tăng. Sức trẻ biên phòng đã góp phần cùng các đơn vị nâng cao nhận thức cho nhân dân địa bàn biên giới trên trận tuyến chống dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 3, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau đó, phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến sâu sắc, chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Cho biết, kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, đây là dịp để đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Theo Chủ tịch Quốc hội, thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo công tác của cả nhiệm kỳ và bầu phê chuẩn một số chức danh cấp cao sẽ là nội dung chính của kỳ họp. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét thông qua nghị quyết về tổng kết công tác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Xem xét quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử Quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, kỳ họp sẽ xem xét thông qua dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, xem xét quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội cũng sẽ nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia từ khi thành lập đến tháng 3 năm 2021 và một số báo cáo khác của Chính phủ. Cũng trong sáng ngày 24 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đã khẳng định nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã thành công với những kết quả khá toàn diện, đóng góp lớn vào những thành tựu vô cùng ý nghĩa của công cuộc gần 35 năm đổi mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong 5 năm qua, Quốc hội khóa 14 ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trên lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại, thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật được thông qua, đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Công tác giám sát được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực,
ngày càng nâng cao hiệu lực hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư những dự án công trình quan trọng quốc gia, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, như xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, các dự án thành phần của dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, phê duyệt đề án tổng thể chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng phương thức hoạt động của Quốc hội luôn được đổi mới, hoàn thiện, thích ứng trước những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đại biểu Quốc hội khóa 14 cơ bản bảo đảm yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng, thể hiện bản lĩnh, chính kiến, thẳng thắn, phát huy cao trách nhiệm trước Tổ quốc, nhân dân. Chỉ ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động 5 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng những thành tựu cùng với truyền thống của 75 năm Quốc hội sẽ tạo nên nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa 15 và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, có nhiều đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng trong phiên họp sáng ngày 24 tháng 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc báo cáo tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội khóa 14. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng thời kiên quyết, kiên trì, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, dư luận đồng tình ủng hộ. Trong báo cáo nhiệm kỳ cũng thể hiện rõ những kết quả về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực lập pháp. Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh, cũng như góp phần tích cực vào kết quả hoạt động của bộ máy hành pháp, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Chủ tịch nước đã quyết định đàm phán ký điều ước quốc tế, trình Quốc hội xem xét quyết định phê chuẩn gia nhập một số điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến biên giới quốc gia, hợp tác thương mại, đầu tư. Thực hiện chính sách khen thưởng trong cả nước, quyết định tặng thưởng 343.718 huân huy chương, 25.146 danh hiệu vinh dự nhà nước. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước cũng đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực tư pháp, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực quốc phòng an ninh, góp ý gợi mở nhiều vấn đề với các ban bộ ngành địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cương vị nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù nhiệm kỳ vừa qua có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước và đặc biệt từ cuối năm 2018 với trọng trách là Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, trong mọi thời điểm Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, trước Nhà nước, Quốc hội. Trong công tác và sinh hoạt, luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm, trong đó đặc biệt coi trọng kinh nghiệm tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội. Luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm dân là gốc, nhân dân là trung tâm, trọng dân, gần dân, hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Báo cáo Quốc hội về công tác nhiệm kỳ này của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định 5 năm qua kinh tế Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới, còn giáo dục văn hóa xã hội cũng có bước phát triển mới để phát huy sức mạnh nội sinh của quốc gia. Các thành tựu về phát triển kinh tế xã hội đã đạt được trong nhiệm kỳ đầy gian khó này sẽ là một trong những nền tảng để đất nước tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới và hướng tới những mục tiêu khát vọng xây dựng quốc gia Việt Nam trở nên giàu mạnh, hùng cường vào giữa thế kỷ 21. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong suốt nhiệm kỳ qua, con tàu Việt Nam đã phải vượt qua hải trình dồn dập bão tố với nhiều khó khăn, thách thức lớn và vượt xa so với những dự tính ban đầu nhiệm kỳ. Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức. Kế thừa những thành quả to lớn và kinh nghiệm quý trong quản lý, chỉ đạo điều hành từ các nhiệm kỳ trước, bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và tình hình thực tiễn với phương châm Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, quyết liệt phục vụ nhân dân. Lãnh đạo Chính phủ đã thực hiện 570 chuyến công tác lên rừng, xuống biển để kịp thời tháo gỡ các vấn đề quan trọng, cấp bách. Đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Việt Nam đã chống dịch như chống giặc, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Nhờ đó, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 6,8%, giai đoạn 2016-2020 đạt 5,99%, cao hơn 5,91% của giai đoạn 2011-2015, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là năm 2020, với muôn vàn khó khăn, nhiều thử thách chưa từng có, Chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, luôn sâu sắc thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Trong phát biểu nhậm chức cách đây 5 năm, bối cảnh thời điểm ấy còn nhiều khó khăn như nợ công cao, tôi đã đề nghị chúng ta phải đi đầu trong tiết kiệm công quỹ, xử lý có hiệu quả tài sản công, vân vân. Nay sau 5 năm, thâm hụt ngân sách, nợ công, không gian tài khoá đã được cải thiện một cách căn bản. Chúng ta đã đề cao thượng tôn pháp luật, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đề cao kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Chúng ta đã cùng nhau giảm hẳn cơ chế xin cho, thảo luận công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình và đề ra nhiều biện pháp bảo vệ môi trường kinh doanh, cùng với luôn tự kiểm về lời nói và hành động của Chính phủ cũng như hệ thống các cơ quan của chúng ta. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, giám sát của Quốc hội, sự phối hợp của các cơ quan, đồng thời khẳng định trên con tàu tăng trưởng Việt Nam hướng tới chân trời mới, với cơ đồ về một nước Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21, sẽ có mặt đủ mọi thành phần, từ công, nông đến trí thức, doanh nhân, người dân, không ai bị bỏ lại phía sau và ai ai cũng được thụ hưởng thành quả của đổi mới và phát triển theo tinh thần nghị quyết của Đại hội Đảng 13 đã nêu và vun đắp thêm bản chất dân chủ tốt đẹp của xã hội ta. Chiều ngày 24 tháng 3, trình báo cáo thẩm tra báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã tích cực chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ. Chính phủ đã đẩy mạnh cải cách, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực hiệu quả gắn với xây dựng chính phủ điện tử. Ủy ban Pháp luật đánh giá cao những thành tựu Chính phủ đạt được trong thực hiện phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là những kết quả quan trọng cần được tiếp tục phát huy hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Chính phủ quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, thích ứng và ứng phó kịp thời với tình hình, nhất là trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Pháp luật đề nghị báo cáo của Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục phù hợp. Bổ sung phân tích những nguyên nhân chậm triển khai, hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm, đánh giá rõ hơn về kết quả giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả đầu tư các dự án, tỷ lệ giải ngân các gói hỗ trợ kinh tế, an sinh xã hội cho doanh nghiệp và người dân.
Ngày 24 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ tổng kết hoạt động nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa 14. Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Tòng Thị Phóng đã khẳng định, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, vai trò và vị thế của nhóm nữ đại biểu Quốc hội được nâng cao, tổ chức được nhiều hoạt động, đề xuất nhiều kiến nghị về thúc đẩy bình đẳng giới tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tham gia có trách nhiệm và có nhiều đóng góp quan trọng trên các diễn đàn quốc tế. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 cũng ghi dấu ấn quan trọng trong lịch sử Quốc hội Việt Nam khi có nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên và lần đầu tiên Quốc hội có nữ đại biểu thực hiện quyền sáng kiến pháp luật. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhóm nữ đại biểu Quốc hội sẽ phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức đợt bồi dưỡng nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội nhằm góp phần đạt và vượt mục tiêu có 35% nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và có hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và có đóng góp xứng đáng vào hoạt động của Quốc hội. Trước đó, vào ngày 23 tháng 3, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 9 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong danh sách này thì có 7 ủy viên Bộ Chính trị, gồm Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ tịch Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Tại hội nghị, các cử tri phường Quán Thánh đã nhất trí 100% đối với các vị trí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, khẳng định đây là những người có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt và có đủ năng lực, trí tuệ, tầm nhìn chiến lược, tin tưởng các vị nếu trúng cử sẽ góp phần tham gia hoạch định chủ trương, chính sách đưa đất nước phát triển hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Trong phần tiếp theo của bản tin, lực lượng cảnh sát biển xử lý hàng loạt các vi phạm trên biển, đặc biệt tình hình tội phạm ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và có xu hướng gia tăng. Sức trẻ biên phòng đã góp phần cùng các đơn vị nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn biên giới trong trận chiến chống dịch. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Thống kê 3 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát biển đã xử lý hàng loạt những vi phạm trên biển. Hàng trăm đối tượng đã bị bắt xử lý, cùng với đó là hơn 20 tỷ đồng tiền phạt. Các vi phạm phổ biến như là vi phạm về đánh bắt, buôn lậu và gian lận thương mại trên biển. Đặc biệt, tình hình tội phạm ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và có xu hướng gia tăng. Theo cơ quan nghiệp vụ pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, nếu như số vụ vi phạm vùng biển nước ngoài của tàu cá Việt Nam được ngăn chặn giảm đến 70%, chỉ có hơn 60 tàu thuyền bị xử lý, thì vi phạm về buôn lậu và ma túy lại tăng lên trong 3 tháng đầu năm. 86 vụ việc, 107 đối tượng bị bắt giữ liên quan đến ma túy. Riêng cái đấu tranh chống tội phạm ma túy thì cũng năm nay trong cái đợt cao điểm này thì cũng nhờ cái đánh giá rất kỹ về tình hình cũng như cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng thì lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy Cảnh sát biển đã đấu tranh có những vụ án độc lập mà làm tương đối lớn, có những vụ thu giữ đến hàng chục kg ma túy tổng hợp. Xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam hay như ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm quy định trong đánh bắt, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua đường biển là những công việc tốn nhiều công sức nhất trong những nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng cảnh sát biển. Các cái vùng biển như là vùng biển Đông Bắc tiếp giáp với Trung Quốc, vùng biển Tây Nam là tiếp giáp với Campuchia, Thái Lan, và đặc biệt là cái tuyến vùng biển phía Nam và phía Đông Nam mà có nhiều các cái phương tiện tàu cá của ngư dân ta hoạt động đánh bắt cá xa bờ mà có thể dẫn đến các cái đối tượng móc nối với ngư dân đưa những người đang lao động trái phép từ các nước Malaysia hoặc là Indonesia về Việt Nam bằng cái đường biển thông qua con đường tàu cá của ngư dân. Thì vừa đấu tranh vừa phòng chống có hiệu quả với các cái hiện tượng vi phạm pháp luật trên để đảm bảo an toàn. Đại diện Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trước việc tàu cá nước ngoài gia tăng hoạt động cả về số lượng lẫn ở các vùng biển khác nhau, ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền của Việt Nam, những gì đã làm trong những tháng đầu năm sẽ vẫn tiếp tục được duy trì, thậm chí được làm mạnh tay hơn khi luật cảnh sát biển đã có hiệu lực.
Cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngày 24 tháng 3 đã là ngày thứ 6 liên tiếp Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Hiện Việt Nam cũng đã tiêm phòng COVID-19 cho gần 38.000 người ở nhiều tỉnh thành, trong đó Đồng Tháp là tỉnh mới nhất tổ chức tiêm vaccine. Các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự được tiêm đầu tiên trong tỉnh vào ngày 24 tháng 3. Tất cả có 350 cán bộ nhân viên của bệnh viện. Những người đang tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ được tiêm mũi 1 trong tháng 3 này, còn mũi thứ 2 tiêm vào tháng 7. Tỉnh Đồng Tháp hiện đang đặt mua thêm 800.000 liều vaccine thông qua Bộ Y tế với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách và xã hội hóa. Ngoài Đồng Tháp, trong tuần này, Quảng Ninh và Tây Ninh cũng bắt đầu triển khai tiêm. Bộ Y tế vào tối ngày 23 tháng 3 đã nhận được thư của COVAX Facility thông báo lô vaccine đầu tiên của COVAX sẽ được chuyển chậm hơn so với kế hoạch do các nhà sản xuất mở rộng quy mô và tối ưu hóa quá trình sản xuất. Dự kiến lô vaccine 811.000 liều đầu tiên của COVAX Facility sẽ được giao trong 3 tuần tới, thấp hơn số lượng dự kiến theo thông báo trước đó. Số lượng giao hàng của lô đầu tiên dựa trên tỷ lệ phân chia công bằng nguồn cung hiện có đối với các thành viên thụ hưởng của chương trình COVAX Facility. COVAX cung cấp cho Việt Nam ít hơn so với ban đầu cũng là bởi Việt Nam không trong tình trạng quá khẩn cấp dựa trên số người nhiễm COVID-19 không cao. Thưa quý vị, hơn một năm qua trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tuổi trẻ cả nước đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh. Trên trận tuyến chống dịch có sự đóng góp thầm lặng của những chiến sĩ, sĩ quan biên phòng, đặc biệt những người lính trẻ đã không ngại khó khăn, luôn phát huy sức trẻ và nhiệt huyết khi thực hiện nhiệm vụ, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và góp phần cùng với các đơn vị nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn biên giới. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 đến 100 người qua lại chốt kiểm soát này. Việt quê ở An Giang, học viên năm thứ 2 của Học viện Biên phòng, tình nguyện lên biên giới tăng cường hỗ trợ chống dịch. Năm nay Việt không thể về quê ăn Tết. Với anh, thực hiện nhiệm vụ cũng là cách để thực hiện hóa bài học trên giảng đường. Hằng ngày chúng tôi cùng với các đồng chí thì đi từng tra các tuyến cột mốc, phát hiện và ngăn chặn thu dung các người xuất nhập cảnh trái phép. Và cách đây vài hôm, chúng tôi cũng phát hiện được 5 người Trung Quốc đã xâm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đã tổ chức đưa đi cách ly theo đúng quy định. Báo cùng với các chiến sĩ đã cắm chốt ở đây được gần 6 tháng. Khu vực cắm chốt gần đường mòn qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc, tình hình rất phức tạp. Không có nước sinh hoạt, hàng ngày các anh phải đi lấy nước từ các khe suối hoặc hứng nước mưa đọng lại từ đêm qua. Nhiệt độ ở khu vực này có lúc xuống dưới 1 độ. Sự khắc nghiệt của thời tiết và điều kiện sinh hoạt không làm báo và đồng đội nản bước. So với các chốt ở dưới kia thì ở trên này nó khó khăn hơn à? Ở trên này thì khắc nghiệt thì người nhập cảnh về thì nhiều, hầu như là tập trung chủ yếu là đồn biên phòng xin cái nhiều. Em thì có người yêu rồi, người yêu thì bảo cố gắng thôi, thì thật thì đảng nhà nước đã cho thì cố gắng. Bố mẹ đồng viên thì bảo thôi bây giờ thì cố gắng thôi, bây giờ được sự cấp trên giao công việc cho thì xác định công việc ở trên này phòng chống dịch ấy. Trên trận tuyến phòng chống COVID-19, hàng ngày, hàng giờ, bộ đội biên phòng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn, thiếu nước sinh hoạt, không có điện, sóng điện thoại chập chờn. Thế nhưng, nhiều đoàn viên thanh niên biên phòng đã không quản ngại gian khổ, luôn xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi cũng yên tâm tư tưởng, động viên anh em thường xuyên 24/24 gắn bó với đơn vị với chốt COVID. Mặc dù cái điều kiện sinh hoạt nó còn nhiều cái khó khăn, nhưng anh em đã khắc phục những cái khó khăn, thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác ban ngày cũng như ban đêm. Trận tuyến chống dịch còn nhiều thử thách gian nan phía trước, nhưng những chiến sĩ, sĩ quan trẻ đã có quá trình học tập, rèn luyện sát với thực tế, sẵn sàng cống hiến và sẻ chia. Ngày hôm nay, trên những con đường tuần tra vùng biên giới treo leo, hiểm trở, sức trẻ của các đoàn viên thanh niên biên phòng như hòa cùng với sức trẻ của thanh niên cả nước, đầy nhiệt huyết và lạc quan, sẵn sàng bảo vệ bình yên trên các tuyến biên giới của Tổ quốc. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại từ kho ứng dụng App Store và Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.